Chị không làm người bình thường mà nhau thế giới tù tiền. Tập 50. Những điều khiến ta khỏi trí hơn là vấn bộ dạng khẩn trương của các người, thật là khiến cho người ta mát lòng mát dạ. Đây là trong bụng của con yêu quái đó. Ta bị ăn thịt rồi. Vừa mới bái nhập tổng phái tù tiền thì đã bị ăn thịt rồi. Chỉ có thể kiếp sau lại làm người tù tiền bảo vệ niệm phàm cả cả thùy. Đó là đã xảy ra chuyện gì? Bụng của ta, bụng của ta chuyện gì vậy? Ngươi lại thân tiên tán. Đó là đạo vận hiện hóa. Nhất niệm khả thành nhân, nhất ngôn khả vi pháp, nhất bốn khả thư xuân thu, nhất hóa khả định nhật nguyệt. Là tiên giả. Và tên yêu quái đó thì sao? Hắn chết chưa? Nhìn đi. Muốn mạng. Sắp tiêu đời rồi, ôi sắp tiêu đời rồi. Một bức tranh thư pháp có thể yên hóa ra tiền nhân, sao lại có chuyện như vậy chứ? À, hắn vẫn chưa chết kìa. Ý? À, đừng mà. Vì ta mà cho ta sai rồi. Ta... Ai còn nhận à, ta sai rồi, ta nghĩ lập trâu làm người ta mạng, cầu xin người ta cho ta. Cao Nhật đẩy luôn. Muộn rồi. Thiền mà đạo nhân không còn nữa rồi. À dạ, xấu thật đấy. Quả hết đây là nguyên anh. Tiên nhân phụ ngà đỉnh kết phá thu trường sinh. Dùng một phát thức tỉnh tới nguyên anh luôn. Có thợ ngắn hơn nữa không trời?